Và nói tới Grayscale chúng ta sẽ nói tới cái thông tin mới nhất liên quan tới Genesis và DCG Thông tin mà nhiều bạn hỏi thuận Thì các bạn thấy được hôm nay đã có rất nhiều những tin tức cho nên chủ yếu chúng ta sẽ chú tâm về tin tức ngày hôm nay thì các bạn đã biết đó, tình hình của Genesis như thế nào rồi Họ đang có một cái lỗ hỏng tài chính Mới đầu họ nói là họ cần 1 tỷ Nhưng mà sau đó họ nói là họ chỉ cần 500 triệu mà thôi Và đương nhiên công ty này đã là có liên quan đến công ty mẹ Là công ty DCG Cũng là công ty mẹ của công ty Coindex của Grayscale và cũng là công ty mẹ của Foundry, cái công ty đào BTC đó các bạn. Chúng ta thấy được là có thật sự là Genesis chỉ có lộ hỏng tài chính là 1 tỷ hay là không. Tại vì các bạn nên biết là Genesis cũng đã gọi nói chuyện với CZ. Nếu như mà CZ muốn thì có thể là đầu tư 1 tỷ vào trong Genesis để mà lấy cổ phần. Nhưng mà cuối cùng thông tin từ bài báo Wall Street Journal thì nói là CZ đã không có hứng thú để mà hỗ trợ Genesis thì lý tại sao ta không có rõ Tại vì nhiều người nói là CZ đó có thể là ủng hộ Elon Musk mua lại công ty Twitter Trong khi mà Twitter đó thì cũng đâu có kiếm được tiền đâu Mà đã bỏ ra 500 triệu rồi coi như là ủng hộ cho vui Nhưng mà chúng ta thấy được là tại sao mà cha City chỉ cần có 1 tỷ hay là 500 triệu Thì CZ lại không hứng thú Thì có khả năng là công ty China này lo hỏng nhiều hơn là 1 tỷ hay là không cái đó chúng ta không biết được các bạn nhiều khi đó cz không muốn đầu tư cũng không phải là liên quan đến tiền bạc đâu chúng ta thấy được là có nhiều lý do giống như là cz có thể là mua lại một phần của twitter giúp đỡ elon musk mua phần twitter tại vì cz nghĩ là twitter là tiếng nói của crypto ở trên mạng cho nên cái giá trị của quảng cáo hay là dùng twitter quảng bá đó, nó lớn hơn nhiều so với lại lợi nhuận mà twitter có thể đem đến nhưng mà ngược lại đó có thể là không muốn đầu tư vào genesis không liên quan gì đến là Chainalysis có lỗ hỏng bao nhiêu Có thể là tại vì bây giờ đó Binance là công ty lớn nhất bây giờ rồi Không còn FTX nữa Thì rất nhiều những cái nhà lập pháp đó Rất nhiều những quốc gia đang nhìn vào Binance Như là cái mục tiêu kế tiếp Cho sàn sang Binance bây giờ họ không muốn có động thái gì Khiến cho những nhà lập pháp đó lại quan tâm hơn Với cái sự lớn mạnh của Binance Đó cũng là lý do đó các bạn Chúng ta thực sự không rõ Nhưng mà về tài liệu mà tại sao mà chúng ta thấy là China Sud lại cần 1 tỷ đô la này đó thì chúng ta đã có thêm thông tin rồi. Đương nhiên là tất cả đều bắt đầu trở lại cái lúc mà USC sụp đổ dẫn đến Tuy sụp đổ. Tại vì Tuy Capital đó là cái công ty đầu tư mà rất có tiếng tâm cái tề vài tháng các bạn đã biết rồi. Công ty đó là công ty mà nhiều người nghĩ là không thể nào sụp đổ được. Họ có rất là nhiều tiền và họ dùng cái thân phận 3 Arrows đó, đó đi vay mượn khắp nơi luôn cuối cùng là họ thua lỗ rất là nhiều cái thân phận 3 Arrows đó, đó đã có thể cho họ vay mượn mà không cần thế chấp đâu các bạn có nhiều công ty đã xa lưới và cũng đã phá sản theo 3 Arrows giống như chúng ta nói tới công ty Celsius hay là Voyagers các bạn thấy được là người thường như chúng ta đó thì các bạn sử dụng những nền tảng trước đây như là những nền tảng của Celsius các bạn muốn mượn nửa Bitcoin thì các bạn cần phải có một Bitcoin để thế chấp họ chỉ cho các bạn mượn phân nửa số đó mà thôi Tại vì lỡ như mà giá Bitcoin đi xuống đó thì họ có thanh lý Bitcoin của các bạn để mà bảo tồn vốn hóa cho họ Nhưng mà ngược lại khi mình công ty như là 3arrows thì họ lại có lòng tin và cho vay mà không cần thế chấp luôn Dẫn đến khi mà 3arrows phá sản đó thì Genesis lại có một cái lỗ hỏng mà họ không đòi được cái số tiền đó Tại vì đâu còn tiền nữa mà để đòi Và ngoại trừ 3arrows ra có thể là họ còn cho những công ty khác vay mượn một số tiền nữa Mà không có thế chấp có thể là trong đó có sàn FTX Cho nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay họ cần một số lượng tiền để mà lắp lại đó là điều mà chúng ta biết tại sao mà họ cần cái số tiền này và chúng ta cũng có thêm uh, một cái uh, số thông tin mặc dù là rất nhiều những cái tài liệu trên mạng nói là Genesis nếu như không kiếm được cái số tiền này đó thì họ sẽ khai bảo vệ phá sản chắc từ một cũng tương tự như chúng ta thấy tuya hay là celsius hay là FTX bây giờ nhưng mà Genesis uh, thì họ đã nói là không có cái chuyện đó bây giờ đó ở thời điểm bây giờ thì họ không có nghĩ đến chuyện là khai bảo vệ phá sản hay gì hết tại vì họ ưu tiên là làm việc với những chủ nợ hơn là khai báo bị phá sản. Và tôi nghĩ đó đối với lại những gì chúng ta thấy liên quan đến uh, Celsius Voyager hay là FTX, nếu như là một chủ nợ đó mà bạn là một chủ nợ lớn thì tôi nghĩ là nhiều người đã nhận ra được là chapter 11 là một trong những cách làm rất là tốn kém và tốn rất nhiều thời gian Các bạn thì được tiền pháp lý rồi còn người quản lý chúng ta thì được là cái người mà đứng ra làm CEO thì bây giờ đi giải quyết chapter 11 cho công ty FTX là cái lương tới 1.300 đô một giờ rồi các bạn chi phí rất là cao nếu các bạn muốn khai bảo vệ phá sản chapter 11 tại vì pháp lý đó nó rất là rộng ra cho nên có thể là nhiều những cái chú nợ bây giờ đó sẽ có cái thiện cảm hơn để làm việc đàm phán với những công ty như là Chanelson bây giờ khi mà họ gặp rắc rối và Chanelson nói là họ có lòng tin là họ có thể làm việc với những chủ nợ lớn để có thể giải quyết vấn đề này mà không cần phải khai báo về phá sản. Đây là cái thông tin mới nhất khi mà có thêm thông tin chia sẻ với các bạn. Nhưng mà chúng ta lại có thêm một số những tài liệu khác đó. Thường nghĩ là ít nhiều gì cũng cho chúng ta một cái sự lạc quan hơn một chút. Chúng ta thấy được là tuy là trong thời điểm bây giờ đã có rất nhiều những cái thời đào nhỏ đó họ đã phá sản rồi, tại vì chúng ta thấy được là giá btc xuống ở từ đỉnh tới bây giờ đó nhiều thợ đào họ vay mượn hay là họ không có những cái hợp đồng liên quan đến có cái nguồn điện cái giá rẻ đó thì bây giờ giá đi xuống họ đào lộ họ phá sản và chúng ta cũng thấy tài liệu này phản ảnh on chain giống như là đây là cái bài được chia sẻ ngày hôm qua Ngày hôm qua đó chúng ta thấy được là cái thời điểm kế tiếp mà cái độ khó đào điều chỉnh á, thì có thể xuống khoảng chừng là 10% Tại vì chúng ta vừa thấy là có một số tốc độ đào đã rời khỏi mạng lưới Có nghĩa là có một hay là hai hay là ba Chúng ta không biết là bao nhiêu nhưng mà có một cái xưởng đào nào đó ít nhất là đã tắt không đào nữa có thể là tại vì họ đang lỗ và chúng ta đã biết là độ khó đào và tốc độ đào đó nó sẽ đi song song với nhau có độ chi hoãn nhưng mà nó sẽ đi song song với nhau khi mà tốc độ đào giảm thì độ khó đào cũng sẽ giảm vì lý do chúng ta thấy độ khó đào chuẩn bị giảm đó thì chúng ta thấy được là đã có cái số lượng tốc độ đào cũng đã giảm luôn thì đây là một dẫn chứng cho thấy được là có những thời đào thực sự là họ không có tiếp tục chống chọi được nữa nhưng mà chúng ta thấy được là đó là những cái xưởng đào nhỏ mà thôi chúng ta vẫn có những cái công ty đào lớn và một trong những câu hỏi mà chúng ta thường hay hỏi đó là đào một bitcoin đó là tốn bao nhiêu tiền? Đây là câu hỏi rất là khó trả lời các bạn, tại vì mỗi một công ty đó đều sẽ có một cái giá riêng của họ. Tại vì đương nhiên à, chúng ta phải nói tới là tiền công nhân viên là bao nhiêu để quản lý cái sự đào đó, chi tiêu à, tiền điện họ là bao nhiêu, chi tiêu máy lạnh họ là bao nhiêu, chi tiêu những cái khác như là internet, à, cái server đám mây là bao nhiêu, mặt bằng họ mướn là bao nhiêu, rất là nhiều yếu tố các bạn, cho nên rất khó để biết được là đào một bitcoin là đáng giá bao nhiêu và đương nhiên là mỗi một địa điểm nó đều sẽ khác nhau và À, không như vậy đó hai cái công ty đào cùng một địa điểm cũng sẽ có cái giá đào khác nhau luôn chúng ta thấy được là một trong những cái công ty mà trên sàn chứng khoán đó chính là công ty Riot Blockchain các bạn và trong cuộc phỏng vấn này với CNBC đó thì CEO của Riot Blockchain đã chia sẻ là hiện bây giờ đào được một bitcoin đó thì họ tốn là 8.300 đô có nghĩa là cái giá bitcoin bây giờ họ đào ra một bitcoin đó họ vẫn lời gấp đôi đó các bạn thì lý do tại sao là tại vì họ đã đầu tư rất nhiều ở ban đầu Họ có những cái máy đào có cái sức mạnh cao hơn, tốt hơn, mới hơn Họ cũng có những cái hợp đồng mà họ mướn dài hạn Cho nên cái mặt bằng và tiền điện nó cũng rẻ hơn Họ đã chuẩn bị rất nhiều và họ cũng đã chuẩn bị một số tiền mặt rồi Tại vì khi mà giá cả lên cao đó Thì họ có thể là bán Bitcoin và tích lũy tiền mặt Tại vì họ biết là sẽ có những cái lúc thời điểm không tốt như thế này Và họ cần phải vượt qua để cho họ tiếp tục có thể đào và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai cho nên vì lý do này đó, khi chúng ta nhìn thấy được là Riot Blockchain nói là họ đào Bitcoin chỉ 8.300 đô thì có thể là chúng ta có một cái hy vọng, một cái hy vọng gì? Khi mà chúng ta nhìn vào cái sự phân phối đào BTC hiện tại đó, các bạn thấy được là cái hội đào lớn nhất bây giờ là hội đào nào? Đó chính là Foundry USA, là chiếm tới 24,3% tốc độ đào hiện tại. Chúng ta thấy được là cái tên này thấy quen, tại vì sao các bạn? Tại vì các bạn lên trên trang web của Foundry đó, các bạn thấy được là đây là công ty thuộc quyền sở hữu của công ty nào? Digital Currency Group, như là công ty DCG đó các bạn, cũng là công ty mẹ của Genesis và công ty mẹ của Trayscale và Coindesk. Thì cái mà Thùng muốn chia sẻ đây đó là có nhiều ước tính gần đây cho thấy đó là công ty Foundry có thể là không đáng giá tại vì người ta nói là có thể là Foundry à, đang bị lỗ tại vì à, đào Bitcoin bây giờ đó ở mức là cao mà cái giá đang thấp. Nhưng mà sau khi mà nghe cái bài phỏng vấn này đó đến từ Riot Blockchain thì uh, có thể là Foundry đã vẫn còn kiếm được tiền các bạn ngoại trừ trong đế chế của DCG đó ngoại trừ Rayscale kiếm được nhiều tiền nhất có thể là Foundry vẫn còn kiếm được tiền và nếu như vậy đó thì Foundry là một đơn vị mà vẫn đáng giá đó nếu như mà Genesis chỉ cần 1 tỷ đô la mà thôi thì đối với lại cái thu nhập của Foundry và cái thu nhập của Rayscale Rayscale bây giờ ước tính là khoảng 200 triệu một năm Foundry nếu như mà bằng như vậy đó là 40 triệu một năm Thì nếu như mà muốn vay một tỷ đó Thường nghĩ cũng không phải là điều khó đâu Nếu như mà họ thật sự đó là chỉ có lô hỏng một tỷ mà thôi Chúng ta sẽ biết sớm và thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn Lấy liền cái thông tin mới nhất liên quan tới DCG và Rescale. Let's go Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...